Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Thương hiệu xe Mazda tại Việt Nam hiện tại có rất là nhiều những mẫu xe gầm cao Ví dụ như là Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5 và Mazda CX-8 Hiện tại mẫu xe Mazda CX-5 vừa mới được ra mắt bản nâng cấp với giá bán cực kỳ hợp lý Với giá bán này thì Mazda CX-5 hiện tại đang chiếm thị phần của tất cả những mẫu xe gầm cao còn lại của Mazda hay nói một cách khác đó là những mẫu xe gầm cao còn lại sẽ làm nền cho Mazda CX-5 để cạnh tranh với những thương hiệu xe của các hãng khác và trong số đó thì có mẫu xe Mazda CX-30 đây là mẫu xe 5 chỗ gầm cao tầm trung được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Toyota Cross Peugeot 2008 nhưng thực sự doanh số bán hàng của CX-30 không được tốt và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của hai phiên bản Mazda CX-30 tại thời điểm tháng 7 này để anh em lấy đó làm căn cứ và cơ sở sau đó anh em tham khảo một số những mẫu xe khác hay là anh em tham khảo thêm chiếc Mazda CX-5 để anh em đưa ra những quyết định lựa chọn xe cho phù hợp mời anh em cùng xem chi tiết video Mazda CX-30 là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc với hai phiên bản để anh em lựa chọn phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc CX-30 bản Premium phiên bản thứ hai đó là CX-30 bản Luxury Em xin phép nhắc lại một số những cái chính sách bán hàng của Mazda và những cái thông tin về trả góp để những anh em nào mới theo dõi kênh xe Việt và những anh em mới tham khảo dòng xe Mazda cũng có thể nắm được. Anh em nào mà thường xuyên theo dõi kênh xe Việt và đã tham khảo dòng xe Mazda rồi, anh em có thể bỏ qua phần này. Chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường. Anh em hộ khẩu ở đâu thì anh em chỉ được phép mua xe ở showroom địa phương đó. Có nghĩa là xe đăng ký ở đâu, anh em chỉ mua ở showroom ở đó thôi. Và bên em có cơ sở Hà Nội và Sài Gòn anh em nào có nhu cầu mua xe thì liên hệ qua hai cơ sở này theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình bên em sẽ hỗ trợ cho anh em hình thức mua bán anh em sẽ có hai thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp chi phí lăn bánh ra biển số của hai thức này thì đều như nhau có điều anh em mua trả góp thì anh em sẽ bị phụ thuộc phía ngân hàng anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói và hiện tại ngân hàng cho anh em vay với mức lãi suất ưu đãi khoảng 0,8 đến 0,9% trên một tháng trong năm đầu năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng là 1% Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với gói vay anh em được vay tối đa là 85% giá trị xe. Điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu. Và cụ thể chính sách bán hàng của hai phiên bản Mazda CX30 tại thời điểm tháng 7 này như thế nào, mời anh em cùng xem tiếp video. Phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là phiên bản cao cấp nhất, Mazda CX30 bản Premium, hiện tại giá bán cho anh em là 749 triệu. Như vậy phiên bản này đang có giá bán bằng với Mazda CX-5 vừa mới ra mắt. Theo anh em, anh em nên lấy CX-30 bản cao cấp hay là lấy Mazda CX-5 bản thấp. Cái này là tùy lựa chọn của anh em. Anh em được tặng kèm những phụ kiện cơ bản từ nhà máy như là gián phim cách nhiệt, thảm để chân và túi cứu hộ. Và vì Mazda CX-30 là xe nhập khẩu nên chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương. Anh em sẽ không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như trước Mazda CX-5 có nghĩa là chi phí lăn bánh thành thân chiếc xe sẽ cao hơn Mazda CX-5 bản thấp và có thể sẽ tương đương với bản Luxury của CX-5 anh em cân đối cụ thể với giá bán 749 triệu chi phí lăn bánh tại các địa phương của chiếc Mazda CX-30 bản Premium như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 880 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 862 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 860 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 842 triệu chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình và từ chi phí năm bánh trên anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở hà nội cần chuẩn bị 243 triệu anh em nào ở sài gòn là 225 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 224 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 206 triệu đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị hai khoản chi phí phát sinh trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 10,4 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương ứng với số tiền là 636 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất cho em là 12,3 triệu trong đó gốc chia đều là 6,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,7 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó chính là chiếc xe 30 bản luxury hiện tại giá bán cho anh em là 709 triệu giá bán cũng tương đối thấp anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện cơ bản như trên màn hình. Với giá bán 709 triệu, chi phiên ăn bánh ra biển số tại các địa phương sẽ như sau: Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 833 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 816 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 813 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 796 triệu. Như vậy, chi phí lăn bánh của chiếc CX30 bản Luxury theo diện xe nhập khẩu có chi phí lăn bánh tương đối cao và cũng sẽ tương đương với chiếc Mazda CX5 bản thấp. Chính vì điều này, anh em nên cân đối lựa chọn và có thể là lấy chiếc Mazda CX5. Theo em, đó là sự lựa chọn phù hợp nhất. Và từ chi phí lăn bánh của chiếc Mazda CX30 Luxury như trên, anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 230 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 213 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 211 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 194 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm những khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 9,9 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 602 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,1 triệu, trong đó gốc chi đều là 6,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,9 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản CX30 tại thời điểm tháng 7 này và những cái thông tin về giá bán cũng như là những chi phí ăn bánh, chi phí trả góp em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin đó sẽ giúp cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm những ngày cuối tháng 7 này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.